tài xế xe tải tiện đến tu tiên giới. Sau khi có con gái thì bế quan, giờ xuất quan thì vợ bị bắt cóc. Tên Hoàng Thái Tổ mới đột phá thần đế cảnh ra tay với chúng ta. Toàn bộ ảnh vệ tổn thất đến 9 phần. Vì sao lại thế? Hiện tại chỉ có 2 khả năng. Một là tên tu sĩ mới đột phá thần đế cảnh kia có liên quan đến Bạch Vân Yên đạo phái. Chuyện này không thể nào. Ta từng tiếp xúc với hai cha con bọn họ. Nếu hắn ta đột phá đến thần đế cảnh, cũng không có gan động thủ với hoàng thất hỗn độn. Khả năng thứ hai là gì? Ta từng ra lệnh cho ảnh vệ đi điều tra tất cả tu sĩ bán bộ thần đế cảnh, hòng tìm ra ai là tên thần đế cảnh mới kia. Có khả năng vì chuyện này mà khiến hắn ta ra tay với ảnh vệ. Khả năng này rất lớn. Hoàng Thái Tổ, kỳ thực ta còn một suy đoán. Nghi ngờ tên thần đế cảnh kia chính là Lục Minh, có đúng không? Chắc là không đến mức đó, nhưng mà người này của thật quỷ dị. Thậm chí ta còn có chút hoài nghi, liệu hắn có phải là truyền thế của lão quái vật nào không? Âm Thiên Đế chắc chắn biết rõ về người này. Ngươi đi hỏi hắn ta một chút đi. Vâng, Phụ Hoàng. Vì sao tên xấu xa kia lại bắt cóc mẫu thân? Chờ con trở nên mạnh mẽ, con sẽ đánh hắn. Nhà đầu, ngươi oán giận ta lớn vậy sao? Thiên đạo phân thân, người vẫn nhát gan như vậy, không nhát gan thì biết làm sao? Người đã là thần đế cảnh rồi. Nếu tìm được ta, ta sợ người giết ta. Có thể nhìn thấu tu vi của ta, vẫn còn nhớ lưu âm phù ta cho ngươi năm đó chứ? Người nghĩ ta sẽ gia nhập phe của ngươi sao? Sự đã đến nước này, ngươi không còn lựa chọn nào khác. Ngươi có biết vì sao ta lại đưa Bạch Vân Yên đến Hiên Viên gia không? Vì sao? Tự nhiên là vì ngươi. Ban đầu ta định tự mình bồi dưỡng Bạch Vân Yên. Dù sao hỗn độn thần số đối với kế hoạch thế giới hoàn mỹ là vô cùng quan trọng, có thể nói là không cho phép có nửa điểm sai sót. Huống chi lão già Hiên Viên Đạo kia vẫn còn sống. Hiên Viên Đạo, ngươi muốn mượn tay ta đối phó với Hiên Viên Đạo? Thông minh đấy, ngươi chắc chắn ta có thể đối phó với Hiên Viên Đạo sao? Bởi vì ngươi và ta là cùng một loại người. Tên xấu xa, trên trời không có gì cả. Nhà đầu, sao lại không có gì? Ngươi nhìn cho kỹ đi. Là đang nói trời, thiên đạo ý chí. Ngươi là thiên đạo ý chí? Hư không thử. Nói đến chuyện năm đó, các ngươi có thể trở thành linh sủng của Hạ Thiên, cũng là nhờ ta sắp đặt. Ngươi lại là thiên đạo ý chí? Sao có thể như vậy? Nếu không ngươi nghĩ ta dựa vào đâu có thể dạy dỗ nhân tộc tu luyện? Ngươi nếu là thiên đạo ý chí, sao có thể không đối phó nổi một Hiên Viên gia nho nhỏ? Thiên đạo ý chí, thiên đạo hóa thân thành người đúng sao? Vậy chủ nhân, nghe đồn thiên đạo ý chí là người thật sự thay thiên đạo làm việc. Nhưng mà lời vừa nói ra, hắn ta lại như nhớ ra điều gì đó. Chủ nhân, sau này ta chính là tiểu đệ trung thành nhất của người. Ngươi ngàn vạn lần đừng đuổi ta đi. Cái thứ gì vậy? Ngươi cho rằng ta là thiên đạo ý chí? Đúng vậy, ngươi cũng là, cùng là thiên đạo ý chí. Ta có thể cảm nhận được khí tức độc đáo đó trên người ngươi. Hơn nữa còn mạnh mẽ hơn ta lúc trước rất nhiều. Khí tức độc đáo đó chắc là đến từ hệ thống. Nói cách khác, hệ thống rất có thể chính là hóa thân của một thiên đạo ý chí. Không phải ta, ta không biết ý nghĩa tồn tại của ngươi là gì. Nhưng ta biết rõ, ngươi chắc chắn muốn gia đình đoàn tụ. Ngươi muốn cứu bọn họ, không hợp tác với ta. Ngươi thật sự rất biết tính toán. Ngoài Bạch Vân Yên ra, ngươi còn một lý do phải đứng về phía ta. Mê mông, nhà đầu này là thực sự là đạo thể. Người chắc cũng phát hiện ra rồi. Nàng ta không thể hấp thu thiên địa linh khí, tu luyện đại đạo bản nguyên không được sao? Trên đời này có bao nhiêu đại đạo bản nguyên để nàng ta thôn phệ? Với tu vi hiện tại của nhà đầu này, muốn đột phá thế giới cấp thấp như chân linh giới, nàng ta phải thôn phệ đến cả ngàn cái. Nói kế hoạch của ngươi đi. Lựa chọn sáng suốt. Hiện tại lão hỗn độn thần thụ đã khô héo, Hiên Viên gia nhất định sẽ để tân hỗn độn thần thụ thay thế lão hỗn độn thần thụ. Ngươi chỉ cần đến lúc đó giúp ta ngăn cản Hiên Viên đạo là được. Được, hợp tác vui vẻ. Chủ nhân, người thật sự muốn giúp hắn ta sao? Không thì sao? Linh Nhi tu luyện đã gieo vào lòng ta chấp niệm quá lớn. Phụ thân, có phải con liên lụy phụ thân không? Ngoan nào, con là bảo bối của ta. Sao có thể nói là liên lụy? Không vì con, không vì mẫu thân con. Phụ thân, cảm ơn người. Hạo Thiên đã trở về, ngươi dường như cái gì cũng biết. Ngươi là do ta nhìn lớn lên mà. Ta đoán, chắc là ngươi biết chuyện Hiên Viên gia phong tỏa mộ địa của ta. Mà mộ địa đó lại là nơi ngươi cho rằng rất khả thi. Cho nên hai con đường nhìn như chia rẽ, khiến ngươi rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Vẫn là ngươi hiểu ta nhất. Nhưng sao ngươi biết Hoàng Thái Tổ đã trở về Hiên Viên gia? Trong mắt Hiên Viên đạo, ngươi chỉ là một quân cờ. Với hiểu biết của ta về Hiên Viên đạo, hắn ta không thể nào nói kế hoạch cho một quân cờ biết được. Nhưng mà bộ dạng hiện tại của ngươi, rõ ràng là đã biết rồi. Hạo Thiên Thái Tổ nói cho ta biết, mục đích của đệ nhất Thái Tổ là muốn nhân tộc mãi mãi ở trong hoàn cảnh hiện tại. Như vậy mới có thể khiến nhân tộc bồi dưỡng ra người dẫn đường tốt hơn. Qua bao nhiêu kỷ nguyên rồi, suy nghĩ của ông ta vẫn không thay đổi. Đế sư, ta nên làm thế nào đây? Bình tâm, đi thôi. Đế sư, ta không quyết định được. Vậy thì đi dạo một chút đi, đến thế giới cấp thấp, nơi phàm tục đi dạo. Như vậy ngươi sẽ tìm được đáp án. Nơi phàm tục của thế giới cấp thấp, đi đi, nhớ kỹ, phong ấn tu vi của mình lại. Đừng sử dụng tài nguyên tu luyện của bản thân. Hiểu chưa? Đế sư, ta đi đây. Thật là một đứa trẻ tốt. Ngươi chính là mắt xích cuối cùng. Hy vọng lần này ngươi có thể đưa ra quyết định. Nếu không ta chỉ có thể loại bỏ ngươi.